Cháu nói thật từ trước ạ. Cháu nói thật từ trước. Điều kia chính là điều sao. Đây không có chú đây. Xin chào, mời cô chú. Đây cái nhà sáng nay chở con gái đi học cả nhà ơi. Đây là thứ hai đầu tuần. Chở con gái đi học mà cho ăn sáng. Nhà mình có bông này thơm ghê Quỳnh hả? Nhà mình có bông này thơm ghê. Này gọi là trang leo. Đúng rồi, trang leo. Rất là thơm. Đổi thức này, tao bảo. Tuyệt vời không? Rồi, cái bên nhà ta trồng cỏ nè. Thế cũng mát mát được chút. Ê, cái này đụng ớt bê đu của bà. À, đi con, đi ăn sáng, canh thủ ăn sáng, ba về chở bà nội đi chích ngừa. Rồi, dắt xe lên chở ba đi. Dạ, con thích chở. Quán ăn Bảo Trâm rồi ha. Trâm, à, Bảo Trâm hả? Sáng sớm mới. Quán thấy vợ anh về mà, phải không anh? Ờ, mới về, mới đi rồi anh. Mới đi rồi hả? Ừ. Bán một tiếu mini bán nhà học sinh rồi thì làm cho bé tô ấy đi tô một tiếu đi bán nhỏ nhỏ xinh xinh gần trường học bán học sinh Quỳnh ăn thịt đó Quỳnh à vậy mọc hả Quỳnh cho bé mọc đi cưng. Dạ. Phía bên kia là trường học nha cả nhà. Đây bán đơn giản thôi nhưng mà được cái nước lèo ngon cực kỳ. Bình dân. Thấy xích. Bà xã về cái Quỳnh ăn đơn giản, Quỳnh không ăn rau Quỳnh. Dạ. Yeah. Không ăn rau mà. Không có rau. Lấy đồ chải. Mới chải nhà không. Chưa. Rồi ăn đi, ăn xong mình đi học, mời bà chú đi. Mà cô chú, mà ba, mà mẹ, cho tao đi học đi nha, người ta lớn rồi đó. Đâu biết chạy mà, tại anh đưa đi đặng ăn sáng. Nhiều khi không đưa không chở đi cái cho đó tiền á. Ờ không ăn sáng. Ừ, Quỳnh. Không ăn sáng rồi đi. Ờ. Xỉu sao Quỳnh? Ăn, cô cũng muốn đâu mà ăn mà. Nhiều khi ăn mít bao ăn này kia, ăn này hủ tiếu thì chất lượng hơn. Rồi ăn đi. Tốc độ lên. Nóng quá. Ra ăn sao thấy ngon không? Cảm nhận đây. Ngon. Sẽ được hai khách nè. Khách bên kia là khách chủ nhà. Làm thiên ngại. Bạn nó bèo ngại. À vô đây xuống. Đi ban này học. Ok. Mang bà của chú đi học đây. Rồi cả nhà ơi, mình mới mới đưa cái Quỳnh đi học rồi cho Quỳnh ăn sáng xong cả nhà. Bây giờ mình về mình chuẩn bị chở mẹ đi đi chích ngừa. Bữa mẹ đi gọi đầu cái hàng sao vô bị chó của chỗ gọi đầu nó nặng cạp nó cạp nhẹ cái rồi bị chảy máu luôn cho nên là bữa trước chở đi rồi nhưng mà bác sĩ nói là bữa đó nói là sao mà không chích đó. Hay là có chích gì đó mà người ta hẹn hôm nay là thứ hai ra chích tiếp cả nhà thì bây giờ mẹ đang ở ngoài chợ mua đồ quá. Rồi bây giờ thì mình ở nhà mình chuẩn bị đi sẵn hôm nay giao hàng luôn cả nhà ơi.
thì bữa giờ cái cao so bóp á thì mình cũng bán được cũng cũng gần cái chục chai rồi cả nhà. Thì còn mấy chai nữa thì cả nhà tranh thủ mua ủng hộ mình nha. Mình nói chung thì cả nhà mình một yêu thương ủng hộ gia đình mình á, thì ví dụ như mua trước thì chuyển khoản giúp mình. Thì chuyển khoản thì nói chung thì cả nhà yên tâm đi, mình làm ăn đàng hoàng mà. Cái kênh YouTube của mình là gần 52.000 rồi. Và cái kênh của bà xã mình cũng được 25.000 rồi. Trong khi đó cái kênh YouTube của chú Tám cũng được hơn 130.000 lượt được theo dõi rồi cả nhà. Cho nên vấn đề mà ở nhà cái sợ mình là không giao hàng, mà chuyển khoản trước là không giao hàng á, vấn đề đó không có đâu. Không ai vì mấy trăm ngàn mà đánh đổi cái uy tín cái mấy cái kênh YouTube của mình cả nhà. Đó, cho nên cả nhà thông cảm nha. Thì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà cả nhà mình mà cảm thấy tin tưởng yêu thương thì chuyển khoản trước giùm em cảm ơn. Còn không thì em vẫn giao hàng bình thường thôi. Thì cũng mong cả nhà ủng hộ. Hôm nay đi sẵn đi gói hai khách, mỗi một khách mua hai chai. Một chị ở Sài Gòn, còn một cô nữa là cô Mỹ Hoa ở Tây Ninh. Là hôm nay mình thứ hai mình đi gửi luôn để cho đến tay của chị và cô xài sớm cho nó có hiệu quả. Thì mấy cô mấy chị có coi video thì nếu mà xài thấy hiệu quả thì cũng làm ơn giới thiệu cho người thân mình xài để giúp em dùng. Em cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì em chờ mẹ về cả nhà ơi, chờ mẹ về để chở mẹ đi. Thì trên đường đi á, bây giờ mình đi mình thấy có một cái quán phở đó nha, quán phở mới vừa mở. Mình thấy đi ngang khách cũng đông lắm. Cho nên là hôm nay chở mẹ đi rồi ghé đó ăn thử cái phở đó coi có ngon không. Rồi để chia sẻ với cả nhà. Khi nào có đi ngang thì mình ghé mình ăn. Mình ăn mình trải nghiệm. Mà mình nghĩ chắc là ngon á, cho nên là khách mình thấy khách đông lắm, rất là đông. Rồi hôm nay bây giờ đi, hành trình hôm nay là chở mẹ đi chích ngừa. Rồi đi chợ mua ít rêu. Về trưa nay mẹ nấu bún rêu cả nhà. Đó thì bữa nay đi một lần là một công ba chuyện luôn. Đi giao hàng cho khách, đi chích ngừa cho mẹ, đi mua đồ về làm video nấu bún rêu. Mà có thể là cái video này nó hơi dài, em sẽ chia làm hai video thì mong cả nhà thông cảm nha. Chứ làm cái video ghép chung những video này thì nó dài quá. Thì giờ trước mắt thì em cứ chở mẹ ra ăn sáng rồi đi chích ngừa rồi đi chợ, nói vậy thôi. Rồi cái phần mà về nhà nấu á với lại ăn á thì em sẽ làm cái video riêng nha, cả nhà thông cảm nha. Em có để số điện thoại ở Việt Nam, ở Mỹ, cả nhà có mua thuốc giảm cân hay cao số bóp gì liên hệ trực tiếp với em nha, là ở dưới với bà xã em ở Mỹ. Thì hàng hóa thì cả nhà cứ yên tâm, không có bao giờ mà hàng không có chất lượng đâu cả nhà. Mẹ mới đi chợ về. Rồi bây giờ đi cả nhà ơi, nãy giờ nói cũng nhiều quá, bây giờ ra đó rồi review tiếp cho cả nhà coi cái quán ăn nha. Đây, mẹ đây mới đi mua xương về. Hello, chào cả nhà. Ok, chuẩn bị chở mẹ đi. Đang nói chuyện với lại bà xã với lại mấy anh chị ở Mỹ nè. Nay vui quá, chuyện vui luôn, ai cũng khỏe mạnh hết, chị vui rồi. Rồi tới quán cả nhà ơi. À, quán này mới mở nha, mới mở mà khách đông lắm luôn. À, bắt đá luôn à, có bắt đá luôn à. Quán này là rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ. Ở cái bắt đá 70k.
sạch sẽ. Quay cái này cho các nhà coi nha. Cho em quay cái này các nha. Hấp dẫn quá. Đây là nước lèo nấu lên. Xôi cái để thịt thò thành được cho thịt tái vô luôn. Dạ đúng rồi. Mang ra bàn mình mới cho. À. Chỉ cũng được tái rồi vô. Quán này đi ngang qua thấy mới mở là cho nên hôm nay ghé ăn thử. Wow, dưới này ăn không hết thịt luôn. Hơi nhiều. Em làm ít bánh đi. Các bạn ít bánh lại đi. Dạ. 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 Mình quay băng đá thì ra đây có lẩu băng về luôn. Còn hai cái nào một phần này một phần rất nhiều thịt như này đó, mới đặt thịt gà vô. Giờ mình để về cho cái tái này, cho cái thịt vô trước, cho thịt vô trước. Cái kia chính thịt vô sao thôi mà để vô hết luôn. Cái kia là vậy vậy để vô hết luôn. Rồi thôi mời cả nhà nha. Mình giờ đang sôi mình cho nó trứng gà đi trước. Không biết rồi ghé đây cho bà xã thử thức cái phở bắt đá như thế nào. Tiếng hết rồi ạ. Con mình thì nó cũng có ăn, mình thấy cái quán mới vậy mà con mình không ghé mình cũng tiếc cả nhà. Nó thấy mà không ghé. Cái này hay cái mà để cái phở riêng cho cả nhà. Mình ăn như mình muốn như nhiêu vậy đó. Giá thì cũng hợp lý cả nhà. Xin miếng giá. Dạ cho em xin miếng giá, giữ giá sống đó chị. Sự cái này cũng lần đầu tiên đó nha. Lần đầu tiên mình ăn mình cũng biết ăn kiểu nào cho nó đúng. Rồi hả? Hay vậy. Đắm dữ. Đắp đá này giữ nhiệt lâu quá nè. Hôm qua tiếng Nhật có nhà nghỉ học đúng chở đi ăn cái nhà, nhưng mà của đứa nào cũng làm biến đi hết rồi thôi nhà luôn. Mình cho rau vô xem. Mời cả nhà nha cả nhà. Mình thấy thì cũng ngon hết cả nhà. Rồi nếp nước vừa ăn không? Vừa. Mà cái này nó nóng cho tới nguội luôn. Nó nóng tới ăn tàn luôn. Đây là của mình cả nhà. Thịt của thà ở dưới nè. Rồi mời cả nhà nha. Lần đầu tiên ăn luôn. Đúng rồi, hai lúa thôi nè. Rất chín gà hấp ra. Cái nóng quá ăn nổi. Nước ngon đó nè. Wow, xinh đẹp. Ở đây có con này. Không biết, muốn ghé cho con ăn. Ăn đi mẹ cũng tiếc nha.
phẩm đi ngang mình cứ tính là phở bình thường thôi, không có cái vụ bánh đá đặc biệt này. Đóng quá. Cách đông nè, cách đông lắm. Không có không nổi luôn. Cái tô này giữ nhiệt tốt, rồi cho ăn thịt miếng rau không á, bún bỏ lại, bún nữa nhiều lắm, bỏ nữa nhiều lắm. Nè, à, mình để mấy đợt thịt luôn cũng chưa hết nè. Không về đâu rồi. Giá hợp lý rồi, ở quê thì phải tính giá vậy. Ôi mì nút ba không nổi để bữa nào lãnh chở bo cùng nghe cho ta biết con buổi chiều có bán, buổi chiều có bán không? Bữa nay là tám liều, bữa nay là tám liều thuốc rồi, tôi phải chạy dọn đi tết. Mang vỏ ngoại mình vừa được cái nào cái nào nấu ăn nãy đông lắm, mình vô là ba ăn xong bây giờ hết ít rồi đó, xe đậu kín đường luôn. Ở đây chỉ có bán để cho nó ăn này nó trải nghiệm. Thấy nóng quá mày sợ chứ. Tại nó nói là nóng thiệt đó nè. Mình là ăn nóng rất là dở. Thấy sôi sôi mình sợ chứ. Lỡ mình nít nó nóng được. Té như là ổn thầm. Ấn bộ vô đi. Cái này đúng là đúng vị người Bắc nó nè, tại vì cái nêm của người Bắc á đúng là cũng hơi cứng hơn 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 Việt Nam xíu. Miền Nam mình đây mình ăn là ngọt hơn. Đó. Đó là chết luôn, gió tối rồi đi biết rồi. Quỳnh mà coi video này nó tiếp dữ không Quỳnh ạ? Thank you.
nhiều thịt không bộ. Xong rồi cả nhà ơi, nhà khách đông ghê. Mình đi ra cái người đi vô, wow, mít trái nhiều. Mít này là mít, là mít tố nữ nè. Trái từ trên cao xuống dưới nè. Mít này ăn mới ngon nè. Dưới lên trên luôn kìa. Mít này giống mít xưa của nhà mình đó. Ok, thôi đi chợ. Cái này già. Già. Rồi tới chợ Vĩnh An nè cả nhà ơi. Giờ mình đi vô chợ để hôm nay nó mất tiêu rồi. Chợ mua cua cả nhà. Chợ này bán đồ, trời mẹ đi múc dưới. Để mình đi cái đường này đi, đi đường này vô kia đồ ăn nhiều hơn. Cả nhà coi, bữa giờ đi đường bên trong, ra đường bên ngoài. Với tầng triều rồi cả nhà, với tầng triều da bóng đẹp vậy đó. Chợ này hơi vắng. Hôm nay ra đây chủ yếu mua cua thôi cả nhà, cua với miếng xương. Thì chợ trong nhà mẹ có mua ít rồi. Rau lộn xộn. Cua mình mua. Cua mình mua thì mình nhờ người ta sai sẵn luôn đó. Cua đây nè, mua đâu? Sai cho mình luôn á, sai vô mình đi đó, đem về. Đây là bán rau, bán thịt, như là hải sản. Quay YouTube. YouTube nè. Cho em lên nắng cái cây cho nó lấy. Đây nè, đây nè. Chào cái đi. Ờ, xin chào. Đây, em lên cái cây đây. Báo, rồi mắc cục. Quay đi, quay đây em lấy cái cây nữa đây cho nó lấy. Quay này to quá hả? Đây, nhắn xuồng anh ơi. À. Thank you.
nhà thấy chợ vui không? Số là hả? Số không có không có online. Đó. Khách mua liền ha. Cục số lắm ăn chị. Cục xong rồi. Cái nhà ra đây mua đồ thì mới có đồ ăn ở nhà ơi, mà từ từ tâm mình ra đây cũng xa. Không mua cái xa lắm. 12, 13 cây số gì. Không, không ngủ. Em đang tái coi không ngủ. Mới quay có người mua liền ha. Mới ra xe cả nhà ơi, thấy thấy quán bánh mì nhớ bà xã quá. Bà xã về đây hay ăn bánh mì chỗ đó cả nhà, bánh mì chỗ đó rất là ngon nha, bánh mì vịt quay heo quay rất là giòn luôn. Đó, mình zoom lại xíu nè, rất là ngon. Đó, lần sau bà xã về ra là mua cho bà xã ăn tiếp ha. Cả nhà ơi, mẹ đi chợ ra là cả nhà. Bây giờ chợ bây giờ mình đi qua bên bưu điện mình gửi cái cao sao bóp cho cả nhà nha. Cho hai khách, một khách ở Tây Ninh, một khách ở Sài Gòn. Hôm qua mẹ có thấy khách có hỏi nữa con. Hỏi mà có trả lời trong bình luận rồi. Cả nhà có mua thì nhắn tin trực tiếp cho em trong Zalo, em có để trên số điện thoại đó cả nhà. Chứ nhiều khi cả nhà mà bình luận ở trong cái bình luận trong YouTube thì nhiều khi em trả lời cả nhà không thấy á. Cả nhà yêu gia đình mình, ủng hộ giùm gia đình mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Rồi, bây giờ thì mình kết thúc video ở đây. Để mình đi gửi đồ, chở mẹ đi chích ngừa. Rồi về nhà mẹ nấu bún riêu, mình sẽ quay một clip thứ hai nha. Một clip khác nha cả nhà. Thì mong cả nhà đón chờ clip bún riêu của mẹ nha. Bye bye bye. Hẹn cả nhà video. Bye bye. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cảm ơn cả nhà cũng ủng hộ gia đình mình. Rồi. Cảm ơn nhiều.